kuco. Ông nhận được báo cáo từ các nhà khảo cổ tại thị xã Malaka. Nơi ngày nay chúng mà tổ đáp sự khai cam sợ xây sau từ rốn đây là các tăng thông luận đình đào chỉ một tổ đời mì tử vi từ tu sứt này mì tử vi nó mốc đồng nàng đào mà đang rập vào vị ni hay một lần có đào vị ca chuyển từ trong mì tử vi nó mốc đồng nàng đào mà đang rập vị làm chí sai cầu vật thiết là đi cam vì từ thành phía quạt tầm miền quạt tầm miền phía kia nâng bậc cùn đài có hàng chơi châu rùm nông cây tâm đại ca thẩm đại ca tập lập ngày đi bộ gồm tiền xã xây bầm rong và phong phát sinh bầm miền sông cột lộc bát thiên cột phía kia tiếng oh này riêng đây ní miền quạt tâm miền được nông bản tộc xã bản đại ca lực lên tài chân chọc chảo yên xử lý miền quạt tâm miền được nông bản tộc không khôn khàng cáo bản tộc xã bản đại ca ní đòi chân chọc chảo bàn sa sông lẹ bóng sắt tam bảy mẹ thì bị bỏ cốt nông ca châu rôm đồng nà ca tệ thi sạm nà ca lại to pi bần tốp sạm nà ca đi khất lẹ bong sợ được bỏ chân chọc chát ban pro cô đo làm chi rụi hỏi đòi lái sạ xây bầm rong sầm rập ngày ní cứ sạ xây đại miền ra sân niệm thi si đập bay buôn rồi pa sập nằm bấy miền quạt miền được nông bần tốp rong chám ca co hai pi on chân đồng nhầm rẻ sạ xây ban thua sầm bọt rụi hỏi nơi chấm phong mốc lục ta đồng bọt đáy ca pi ngày ti mà phai nằm buôn khai ô dập phía cho năm pi pon đập pi xã xây ban bình chạy thà, tam xa mặt phiếp đại quạt ảnh đấng, cư quạt mình miên tùm nẹ tùm nóng, nhiệt lộ hất, rư nhiệt bôn chìm môi nâng, chôn chọp cháo, rư phía kỳ đam bật đấng rọt bạ về ní ná môi nụ tỉ. Xong ọc cún. Bà, ọc cún. Ông, chúng ta sẽ là tụi bồng tụt tuôn, phía xong rồi bỏ chôn chọp cháo, yên giữ rí. Cho ngày thì đọc bí khai mùa thân ai cho năm bí bọn đọc bí tạm dạng mê thư vi ca phía kê đây bọc tuột xôm lẹ bóng sứt cho rùm nông sạp nà ca đẹp tốt nông bà túc sạp nà ca ni đời quạt xôm nơi tạm đàn kênh nà ca sạp nà ca phí chùm ngái phí tạm dạng bọc bọn sáu tuột tạm dạng phí nông nà ca sạp nà ca pinh mùa thân ai ni đời mùa hết miền bà nhà sốc hiếp mân ai ăn cùi tạm đàn sạp kênh nà ca sạp nà ca dù bàn hay sầm nào ní có miền ca còn trở đời anh út sa rồi bỏ bây giờ mình đặt tù mình túc nông ca bị đập chia bà chuẩn chập trao phải chăm nơi một tí không khang này ở bộ tọ cò đá đại bàn ơi anh út sa tha còn mình ai chịu rung to không một túc sầm nà ca khang lưỡi bàn lưỡi phần tài còn ai chịu rung nông bộ to tam đan cái chầm nà ca sầm nà ca pi chầm ngái pi một túc không khôn khang cầm đi màn ông nhìn ra โยลเคินทาในปีนี้จนถึงเจ้าอิงสรีบานสนาส้มและบองสุดบินวัตเมียนขนมบรรทุกสัมมาการได้ตอลแต่กอดอายตามด้านกิจกรรมนาการสัมมาการปีจงง่ายปีบรรทุกคุมคลุนมุ้ยทัดนกรอมซาลสัมมาการนี่ตามรบยอตามระยะอุปกรณ์สตัวหนังอายสมรู้ดอลตุนตุนดองระเบียงกอดเชมวยหนังกรอมมิตรบีระบอกอดบานองยมเรศสมรจยุลพรมตามตำนาส้มระบอจนจบเจ้าอิงสรีบานสนาส้มและบองสุดโจรมขนมปังนาคาสามนาคาตัวขนมบรรทุกสามนาคานี่เอาลูกอิงสุรีเนื้อบรรทุกตามด้านกิจกรรมนาคาสามนาคาปีจมง่ายปีบรรทุกคงครูนมวยทัดนกรอมซาสามนาคานี่ตามระยะอุปกรณ์สตัวสำหรับปีตำนาคาสามนาคาปิงมวยทั้งไงนี่ให้ประกอบไอ้ในคางสตัวจบประปอนสตัวสำหรับจุดจบยอดอิงสุรีเป็นระดับเพียบไอ้ตามด้านกิจกรรมนาคาสามนาคาปีจมง่ายสำหรับอำนองปีตำนาคาสามนาคาทั้งไงนี่เชียร์กันต่ออันนี้เดี๋ยวสมพระดอลปิติกาชุนตือเมตบีดาวมันดังรอดแบบนี้ได้ตัวเซตปีเมตบีนอมกนำนางดาวมันดังรอดแบบนี้ดาวไปมีนอกะตั้งสมนุนในดาวจิบุษะใส่สมเชิญสมอคุณลูกปฏิญเชียร์ดำบ้องสมกรุบลูกปฏิญลูกลูกใส่จะกรำหนังอังสามนาคาแตงมูซาจิตไหมจำเรียบสัวโลกสรุนกาปิมซอมมิงยมบานสัวโลกดอดดมหนักกา
Lok lang can dom nai chia lệ kha dom bon mroi pram. Co ban tai ai loi ni nhom som su lok bo cai ban tich wing tu dom nai ca de ta lang can dom nai wing. Nam som mai lok ban lok lang tha mon ti dom bon cu chia mon ti dom bom pel su ta ta ca sa mai nu mon ti dom bon ni tu tu co tre lo cang ye vai da. Xong lúc chơi chùm điệp chùn ông xăm nạ cá. Mà cái mình tìm đồng bọn nâng cứ cái khiêu mình sao dọn lại thì phải khiêu nào khá kháng sốc ở sao dọn ở dọn thì như mà mặt đã cứ ở dọn lại. Nhóm xong thua cả bật to xong nổ tiết. Ta lúc thua lọc đại đăng rửa tiết thật ta đồng bọn mở rối pram tầng mô nâng miên mần ti chồng nôn bần mán đá ca bì xa máy ta lắng cá nằm nãy nhú. Mà tạm đăng nâng cư mần, miên mần ti bay. Buôn đừng khang tình trạng cảm mà chúng ăn nước miệng buồn. Ta lúc ai chơi riệp rộp cho mua mình ti càng buồn nó chun ông sạm nạ ca ban được tế. Và ai chơi riệp rộp ban cứ tìm mua cứ co đầm bèl. Thì bí có đập mùi. Thì bái có đập rộp mùi. Thì buồn những kháng chúng ta đang lệch đấy cứ kháng bình nịch. Kháng bình sĩ cám kháng nó đập bón. Cho cùng lòng bê nóng lộp thlop đăng thà ta miên sự mạng sắp hiệp đặc nòm đồ lơ thân nạ mần tí nâng còn miên nơi sự mạng sắp hiệp nà đá lục score bậc cô nâng đá rực cò dàng mạch đá. Mà hát khiêm ạch quà lệ vì bậc khiêm thơ cát nào sọc ạch quà sự mạng sắp hiệp nâng. Cho tiện tông tân nâng ca cục rong một tí vậy. Ta kê cục rong đôi là biểm ná. Đôi chìa ưu tí hóa thờ đôi chìa miên bật thiên, ảnh ưu bật thiên. Hay nâng miên xa má chất và má nâng nông một tí ní mùi ní mùi. Lục thật lọc đăng bì bánh hà nâng được tế. Bà hát át đăng thế bà. Chắc tiện tông tên nâng sọc nị môi nị môi. Cả lòng máu lúc ban chùm riệp chung tự ông xâm nạc á tha. Miên ban chạy trên chì sọc. Hai nực sông sọc nị môi nâng nhóm trong xua lúc thật tá. Miên cả ban chạy trên chì mần ti đôi chì thân nạc đồng bón đá rồi có dàng mạch đá lúc. Hay chùm bố thân nạc không vĩnh. Có miên cả ban chạy đôi khí rồi có ọt. Mà ạc miền đề, cứ miền tầm tì cà lèng sọc tầm mạc lèng khúm mạc lèng tầm phần ảnh. Ạc miền bèng chè kìa chân mạc tì thịa bàn. Cho lúc thlọp đai lư bịa tha mần tì xoắn để sọc nông krao rửa tế. Bà hát lưu bằng tay kiếm mình đeo chỗ sao? Ta lúc miệng bạn đang tham một tí sản xuất nông cao nâng bằng cả lãng được nông chân em nà đáy.
bạn kêu ăn chăm thế đừng kêu đừng cất chăn nằm na ăn chăm nè bạn ta mình tì sản xuất nông cạn này kê bằng cách sản phẩm thừa vậy đấy lục đằng đây tí bạn ăn đằng thế đừng kêu sản phẩm thừa ấy ăn đằng đấy kêu nông sản xuất ăn đằng kê cá nông nằm bon ta mình tì sản xuất nông cạn này miễn chậm ngày phần mán pi mình tì đầm bón rứa co mình tì co đọc bằng pel nữa tạm đứng cứ ắt ngày phần mán thì phải hết chỉ chieng mà rồi mẹ ta mình tì sản xuất này miền trung tây chẳng mạnh đã ưu tiên họ đôi chia miền đất bóng phọt trong vây mình tì rồi còn miền than là phiệp chẳng mạnh lục ai chấm điểm chun ông sầm nà cả bàn được thế ba đã đăng để pro ăn bàn chỗ mình đã chỗ sao đăng kiểu bóng đăng ăn đăng lộc thọp ban đằng rư cọ thọp lư kê nị dây ông pi mình tì ni thật ta miên nơi mình nu chọp nơi khnông mình tì năng đại rụt tế ba đã đằng tế nó chọp nhưng mình đây chỗ mình đây ấy đã đằng sao phải nhà này đại sa tại lục ớt đắng chân nhom xong lược nâng ai cả sa mũi đại lục lọp chao cho mũi nâng khang cả giả lại sa chặt cầm sớm kết đang bay chia chấm núi đo ca đo lực đo lực hơi bỏ lục chân nhom xong ăn nơi lệ ai cả sa để nhom nâng bầm miên bầm nóng prapra nơi bên ní cứ ai cả sa để miên lệ y sri sla bay rồi bẹt bay rứ có ai cả sa lệ đi pi rồi mũi sla pram để đây nhóm xong ăn nhà lục vật thiên tác nhóm ai lược nơi ăn nơi ai cả xa nấy chun từ xã xây đầm bay chỉ cam lực đo quạt ban được tế ban này bọc lực chùm nồi cá bằng hai nhai cả xa nấy nơi lời còng thủ tu hành người còng computer đầm bay ở phía kỳ nông sa thiên đã chốn ban đằng phòng nhóm xong chấm điểm chun lục vật thiên đại sa ta ơi mong pe vì lẽ bọc hàng cầm nhóm khay chẳng nhóm xong còn tại an chun từ xã xây đập bay chi viên ở đập bay dần dần xong pe vì lẽ đối với xong ăn nhà lục thiên xong trâm ta thưa cả an chun xã xây đập bay quạt ban nực hơi lang quỳnh anh chơi hay rap lấy yên ai cái ra phong yến ION chỉ phía sát máy miên lệch xôn xôn 34 29 15 chỉ phía sát ông lễ đại miên lệch xôn xôn 35 20 26 26 ION chỉ phía sát bà răng miên lệch xôn xôn 36 17 65 càng nông miên sầm nối cái xua lục thả anh chấn lục miền đại bình chun mình nuôi tới khôn nông mình ti xong để sọc xây xây nơi khôn nông đầm bón rồi tế lục chay thả nơi khôn nông pe nhóm chia cả nạn đầm bón miền tề miền tại đó lề anh chấn ta lục tổ tua score nơi rồi chầm lói ni đại rồi tế ba ban tổ tua score cứ bàn là riêng ở chỗ chấp chỗ miền cứ miền tận đà lạt bàn
ពេលហ្នឹងសំណួរបោះគេសួរថាមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើមន្ទីរសន្តិសុខដែលលោកថាមានការដោះលែងហ្នឹងលោកសំដៅទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខណាមួយ Miễn tầm một tí sân sốc nó tầm bón tầm mùa nè, bà. Ta mình tí sân sốc nó tầm bón nâng miễn chung mùa vậy đấy, lúc ai chùm rịp chùn ông sẵn nà ca ba được tế. Bà tình hà nâng cứ chùm át dọa lệ, đừng lệch ấy át dọa. Được tha tè មន្ទីរសន្តិសុខតំបន់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទតើមន្ទីរសន្តិសុខតំបន់ដែលលោកលើកហ្នឹងតើមានទីតាំងនៅកន្លែងណាដែរនៅទីតាំងជិតមន្ទីរតំបន់ហ្នឹងដែរបាទប្រហែលជាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនលោកថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺ ឆ្ងាយប្រហែលជាជាង100ម៉ែត្រតើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរនោះដែរបាទកាលមុនគឺសុភា តាមន្ទីរសន្តិសុខតំបន់ដែលមានចម្ងាយប្រហែល100ម៉ែត្រដែលលោកបានលើកអំបញ្ញមិញនេះនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រៅនឹងជាមន្ទីរតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចមកឈុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយអច្ចបាស លោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនៅពេលដែលខ្ញុំសួរលោកថាមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រប្រហែលជា100ម៉ែត្រពីមន្ទីរតំបន់ហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏បានខ្ញុំក៏សួរថាតើមានមន្ទីរអីផ្សេងទៀតអត់លោកថាមានមន្ទីរសន្តិសុខតំបន់មន្ទីរសន្តិសុខតំបន់នោះលោកថាលោកអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេ ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកថាតើមន្ទីរសន្តិសុខតំបន់និងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនឹងជាមន្ទីរសន្តិសុខតែមួយឬក៏ជាមន្ទីរពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បាទដាច់ពីគ្នាមន្ទីរដាច់ពីគ្នាបាទ តើលោកអាចចាំបានឬទេការនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកបានដោះលែងមនុស្សដែលនៅជាប់ក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខតំបន់សួរថាតើមនុស្សដែលលោកដោះលែងហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរបាទចឹងអ្នកដែលខ្ញុំភ្លេចទៅយូរទៅកាចងចាំណាយូរ ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តទៀតថាទៅនឹងសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងឯកសារដដែលតំព័រ EON ដដែលសំណួរបន្តសួរថាតើនៅពេលលោកដោះលែងអ្នកទោសចាស់ចាស់លោកមានសុំយោបល់ទៅមជ្ឈិមជាមុនឬទេលោកឆ្លើយថាមិនដែរទេនេះជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំ
Some note of Bakyam Chang Sota. Ta mula hide away. Ban tea lope. Hint dog lane at Tok Chachano. But Ban Kim Hien Lang, Sat Suoto, with Admin Panya, Pit Pond A, Mint the Panya, Slope of Egg near the day of one. Knock near, tick to it. Jung, back him lang, high bank him break out a living, bad. Nim some soap a tot it. Taka, they look, dog laying at Toh Chachani. Good look and what no pay that look band to two coke and nine norm on pee. Gonna yo buy tomato bop. Đại khang sa prinya ban lực chun lục bằng hành lục nợ ai cả sa cà pim xong mình nâng ta chân men đa được tế. Bạn tâm trào ban từ tua xây cái đây nên nòng phải cứ lèn xua tao bị admin cà pịa phan ấy cứ kiềm lèn. សូមអរគុញខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តសំណួរម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែ6ពីពាន់ដល់ពីរកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រិយញ្ញាថាលោកដឹងថាមានមន្ទីរអប់រំកែប្រែនៅតំបន់តើមន្ទីរអប់រំកែប្រែនៅទីនេះនឹងលោកសម្ដៅទៅលើមន្ទីរអប់មន្ទីរសន្តិសុខរបស់តំបន់នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោក But Mutti Temua nung ti ke pren ti san sok nung ki ha Temua nung ti ba. Nhom som ba chia cha noi moi tiet Mutti op rom kai prai nung Mutti san sok nung mien phiep khop lai khnie ru ko doi khnie. Mẹ được kim chim rệp mình mà mình cái một tí từ muối. Sôm ốc cún. Ta lục miền ban đang được tết thật ta mình nuôi bọ phết nè. Đại kê dọc tự đã nơi khnông mình tì ọp rôm cái prai nu. Được kim chim rệp khẳng lên hai bọ phết là. Not thanks, you know, but I have one look near and tick to it, junkie or yomo, near a carter, or we are a little clatter, a clatter, yomo, Nalium Mosuri, Mindrian Rai, Mindrian Krum Krosaki, tick to it, get a yoki more, Krum Kang, a bit of Brazil. Chất đai miên mà nó có bật bạc đề vọt kê dô tự đặt nơi khăn mình tì nó đai được tế. Bạn hà nâng cứ khiêm ăn lưu thầm nó có bật bạc đề vọt ấy khiêm ăn lưu. Chất nơi khăn nông xa máy lăng còn căn cảm. Nhóm xóm xua thà, khốn nông cả rần ấy đại miên ca chọt bậc căn bậc côn nam mà nẹ. Bọt bạc, rưu cọp bọt bạc đề vọt. Ta nị tệ vị thi, kê trâu thơ đôi mặt đấy trong cuộc bậc côn nú. Mát khi mà dô lê, chứ máy có chấm nọn cắt căn cạp cả nghĩa khi mà đăng. កិច្ចការក្នុងតំបន់គឺមកយល់គឺយល់ទៅការងារក្នុងក្របខណ្ឌស្រុកខ្ញុំបាទចុះលោកដែរមានធ្លាប់ឮគេនិយាយអំពីបុគ្គលដែលក្បត់បដិវត្តន៍នឹងនៅក្នុងតំបន់លោកដែរឬទេ
Mát mình đây lư để cho pe lục cho phải chôm nơi ti cầm nông bình cái lòng máu ta cái miền đại bằng riêng lục âm pi bằng riêng được cái bình dồn lục âm pi bộc cô bắt bạc để vọt rứ co bình dồn lục âm pi thật ta thôi chẳng mệt đang bay cầm nọ thả bộc cô na mùi bắt bạc để vọt rứ té Mát kim ăn lưu tê. Nhóm sống mọi lúc chui bà chạy bà thái ông pi rồi biếp là bóp nước nông ca cục rong rồi bò hờ lắng ta dặn mạch đá lúc ai chùm riêng chun ông sạm nà ca ban rưu tế Mát kim ở dọn để biết cục con có những mấy mấy kim ở dọn để cứ đăng tất cả nghiệp nông sốc đôi khi tùm liệp càng lớn. Cho tùm nẹ tùm nông bỏ lăng chỉ môi nâng thân nạ sọc chẳng mạch đá đôi chỉ rụt lốt cả nâng lốt cánh kháng ở lệch hà sọc ta tùm nẹ tùm nông lốt quạt chỉ môi nâng lốt đôi chỉ quạt chỉ môi nâng lệch hà sọc xanh xanh đôi chỉ quạt chỉ môi nâng lệch hà không ấy ta miên ca tùm nẹ tùm nông đôi chỉ cả hàng mọc bởi chôm rưng môi co The church on peep, that's right, the little panha, away more in the bond diary day. But good panha to net the long mint, the dark hair, gay ham, more pajum, groups rock, or more pajum to Penangba. ta phải mà phải chôm nâng miền đại lược bị bắn hạ không đập bắn do mặc thuê cả đọt sợi không kịch phải chôm nâng đại được thế mà về phải chôm nâng cứ miền bắn hạ ấy cứ bắn hạ xe bắn hạ chắc ca bắn hạ thần nộp bà lại ấy cứ lược mò bị bịa xa tao thơ thần na nâng cứ miền bà Bê lực tùm nộp nhóm xong xua lục thà ta bê nú miên bà chí chôn khu nông đọc bòn chùm nôn bòn mán nè đai tật vơ ca lực tùm nộp nú Bạn miên chùm nôn chân là bàn tay chế cùm nọt thập bình nụ นี่เป็นนกคือมาดังแล้วเป็นประเคยถึงร้านเกมเลือกบนปีร้อยบ่ายร้อยเนี่ยมาดังยังสมานสมานได้คือยังนั่นคือสมานได้เจอเลยตาปจิจุนได้เตลึกตมหนุกนุกคือเกดำไรไอปจิจุนแต่ขนมสกมุ้ยหรือก็ปจิจุนขนมดำบอลอย่างมุ้ยตรมีนกระตับกับขนมกาตลึกตมหนุกบาทคือมีนตะโปรจนชกนะคือชกหนึ่งเลยบาทตากางเงียลึกตุ่มนุ่มนุ่มยังไม่ได้บาทคือเลิกคือมีนไอคือกลับให้เลิกด่าเลิกด่าตะโปรนั้นมีนยังไงตาหมวยทั้งไงปจิจุนตรึตัดเลือกตำนุบระยะเปปันหมันมองได้มาคุณเปิลสระสูบมองประมวยเฮ้ยมองเปิลจังแต่เธอกามองดับกะลักคือศพสมระ
nhóm xóm xua lục bà to tiết tiệm tông tình nâng ca phơ xài ta phó sở đại tập tuộc bàn lục bàn lược ca bì mà xóm mánh có đôi chìa ca bì sắp đà môn ta phó sở đại tập tuộc ở phơ bán cứ xâm rập cột cống chi bà phì bà chi chôn khăn nông đồng bòn nhóm xóm xua thà ta miên phó sở đại nơi xe xòl bị ca cột cống bà chi chôn đại rực tế. But Paul Saudel McCormick and Paul Ban good year of Bob Oipojia for Rathom, good Kanong Moisnam of Sam Sepot, Tiang Toad, Tiang Tom, good Sam Sepot, and oh, Lurk Lang, the Moon Kajo, and then good Dopram Potter. លោកស្រីមេធាវីសូមលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍លើការតាំងសំណួរកុំអោយហួសក្រៅចេញក្រៅអង្គហេតុនៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយអង្គហេតុចាប់ប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតនៅតំបន់មណ្ឌលគិរីឬក៏តំបន់100 ការដ្ឋានការងារសហគមន៍គឺនៅតំបន់ផ្សេងដូច្នេះក្របខណ្ឌគឺសូមពិនិត្យធ្វើការដេញដោលក្នុងក្របខណ្ឌអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយប៉ុន្តែជនសាក់សីរូបនេះអង្គខ្ញុំរះបានយល់ស្របតាមសំណើសុំរបស់ខាងសហប្រញ្ញាឲ្យមានការសួរដេញដោលនៅក្នុងក្របខណ្ឌអង្គហេតុដែលមានការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរ ទលំទលីប៉ុន្តែពុំមែនឲ្យដេញដោលហួសពីក្របខណ្ឌវិសាលភាពនៃអង្គហេតុដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយទីសូមរំលឹកបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្នុងដីការដំណោះស្រាយដែលចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតគឺមានតែមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលទី សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ដែល បាន ជួយ រំលឹក ខ្ញុំ សូម សួរ លោក តេតង ទៅ នឹង ការ បាត់ ខ្លួន ការ ពី សប្តាហ៍ មុន លោក បាន លើក និង បាន ឆ្លើយ ជូន សហប្រិញ្ញា ថា លោក បាន nhóm xong thưa ca ở riệp trong sầm nối xa lăng với tẹt tông tân năng kịch bị chôm nơi pe đại lục châu luôn bị chôm nơi khnông thanh đồng bon mà đón ta lục đại khơi như được gọi thuộc chụp bờ tè nơi khnông kịch bị chôm ná mùi đại miền sầm chắc khnông kịch bị chôm thưa ca to và hai ក្រោយ មក មាន ការ បាត់ ខ្លួន ដែរ ឬ ទេ បាទ សំណួរ នេះ ខ្ញុំ អាន ម្ដង ទៀត ខ្ញុំ អត់ ច្បាស់ ទេ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ សំណួរ ឡើង វិញ ការ 2 សម័យ ឡង់ គាត់ កាន់ អំណាច នោះ លោក ធ្លាប់ ចូល រួម នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ តំបន់ ជា ច្រើន លើក ច្រើន សារ ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា តើ លោក មាន បាន កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ណា មួយ ដែល មាន សមាជិក ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នោះ ធ្វើ ការ តវ៉ា រួច ហើយ ក្រោយ មក មាន ការ បាត់ ខ្លួន ដែរ ឬ ទេ ដោយអត់ឃើញមានពីណាបាត់ខ្លួនពេលហ្នឹងពេលតវ៉ានឹងអត់ទេសូមធ្វើការបន្តសំណួរ
លោកឡាំងធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយថ្នាក់លើដូចជាការរាយការណ៍ពីស្ថានភាពតំបន់តើគាត់រាយការណ៍ទៅណាដែរបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះគេខាងលេខាប្រធានតំបន់ដឹងគេរាយការណ៍ទៅខាងលើដឹកពីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេគេរាយការណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងបាទដើម្បីជំនួយដល់ការចងចាំរបស់លោកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានសូមអាននៅឯកសារដែលសាក់សីធ្លាប់ឆ្លើយជាមួយនឹងខាងការិយាល័យសហជក្រមស៊ើបអង្កេតដែលមានលេខ E3/404សូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអរគុណអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការបង្ហាញឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រផងខ្ញុំស្នើសុំលោកប្រធានសូមធ្វើការអានជូនសាក់សីដោយសារតែពេលវេលាខាងខ្ញុំដើម្បីសន្សំពេលវេលាខាងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតហើយឯកសារ E3/404ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00398483ភាសាអង់គ្លេស00403027ភាសាបារាំង00482201សំណួរសួរថាតើលោកដឹងទេថាពេលតាឡាំងកាន់អំណាចនឹងគាត់រៀបការទៅណាលោកឆ្លើយថាគាត់រៀបការទៅប៉ុលពតដដែលនឹងនេះបើតាមគាត់និយាយតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេម៉ាត់អានឹងបានរៀបការឲ្យលោកឆាក់ចក្រមម្ដងមកជាឲ្យបាទទាំងអស់នៅពេលលោកឡាំងកាន់តំណែងជំនួសលោកឡាំងលោកប្រើវិធីសាស្ត្រតាមលោកឬក៏លោកនៅក្នុងការរៀបការទៅប៉ុលពតឬក៏លោកមានការណែនាំពីថ្នាក់លើអំពីការរៀបការនេះបាទសំណួរនឹងសូមអានម្ដងទៀតបាទអាចសូមអានយឺតបន្តិចខ្ញុំសូមសួរថាបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជាលេខាតំបន់105លោកធ្វើការរៀបការទៅប៉ុលពតតើលោកប្រើវិធីសាស្ត្រតាមតាឡាំងឬក៏មានការណែនាំពីថ្នាក់លើឲ្យធ្វើការរៀបការទៅប៉ុលពតបាទខ្ញុំឡើងមកកាន់តួនាទីជំនួសឡាំងគឺខ្ញុំរៀបការទៅប៉ុលពតបាទពីប្រកគេក៏ណែនាំថាមានការងារអីគឺរៀបការទៅតបបាទខ្ញុំសូមសួរបន្តទៀតតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979តើសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់បកនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចជម្រាបជូនអង្គសំណាកាបានឬទេបាទខ្ញុំអត់យល់ទេសិទ្ធិអំណាចត្រឹមណាត្រឹមណាខ្ញុំអត់យល់បាទអានឹងជាការងាររបស់ខាងលើខ្ញុំអត់យល់បាទចុះលោកមានដែរពេលដែលលោកចុះទៅប្រជុំនៅភ្នំពេញកន្លងមកកាលពីក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
Tới lúc miền bàn đăng thật ta, bộ cô nạc là chị bộ cô sống khăn, nơi khăn ông chua bạc đại đủ tế, chua bạc cô mình đi cầm chị thập tay đại đủ tế. Bạn khiêm xâm xin lời, khiêm ạc đăng chân nát, miền tùa nhị tì sống khăn, chiêng đề nát thế khiêm ạc dọa thế, bạn. Tiện tông tân năng ca tùm nẹ tùm nông đại tòa bì thân nạ lơ rưu có cân nạ chân, chân trầy. Nhóm xua xong xua luộc thả ta đồng bọn mở rối pram ní bộc cờ lực rưu có xa má chật thân nạ nà đại miên sật tổ tùa ca tùm nẹ tùm nông đại tòa bì cân nạ chân trầy. Mà xong ăn mà chạy một lòng tiệt ắt dồn xâm nua lên. Nhâm xong bà chạy xâm nua lăng vinh, nâng riêng rồi xâm nua lăng vinh. Nhâm xong xua thà, ta xâm má chật thân đồng bòn. Nó khăn nông khát mần đôi kỳ rí nâng, đại miên nửa tuôn nửa tì. Cầm rật nà, tơ ban cả nạ, mà châm rưu cả nạ chân trầy, vơ ca tùm nẹ tùm nông đòi tốn. Đôi ạc miền để miền tâm nệ tâm nón miền tờ bà thiên tâm bón tờ bà nâng bà. Xong ạc con, nhóm xong thua ca bần to xong nua. Tiện tông tơ nâng sật nực nông ca xâm rạch đọ rưu có chất tăng. Chắp bì bà thiên tâm bón, bà thiên con bồ. Con bồ tăng vừa rẽ xin à tôi, vừa rẽ xin à thông. Ta nó nà chỉ nẹ miên sật nực nông ca xâm rạch đọ rưu có chất tăng. Bạn kìm xong xa lời, kìm bắt đăng để đăng quý nà miên chít chất tăng ở nâng đăng thạc khăn lửa. Đọ nâng kìm bắt dỗ đăng quý nà, kìm mình khơi đọ quý nà nâng kìm bắt. Ta bị kháng lơ để lột xâm đáy lơ, nâng ta lột xâm đáy lơ nó nát đấy. Bạn cứ xâm đáy lơ bọt bọt vì bọt gọt dịp thật tuôn khá tạo ruộng tu tiền của tế bạn. Nhóm xóm chiên đo xâm nô ca rịp ca đại bằng khom. Nông xa máy lăng căn cặp, ta lộp miền bàn đăng ẩm phì, ca riệp ca rộp bọc phía chôn nơi nông đồng bón rưu có xa hạng co nụ đại rửa tế. Xã xây mạch lời đấy, tâm nụ cho rộng đại lắm, tâm nụ đồng làng xa bệnh nhạc bàn xua sọc rộp hai bánh hà, đi vào phía phía. Lục bật thiên, cả đề xã xây cho loài ca bị lục ngôn, cứ gọt cho loài tiện tông nơi nông đồng nạ ca để gọt căn cạp. Ai chẳng này xâm nụ bọc nhóm xông xua nơi nông đồng nạ ca để ta lăng căn cạp. Hai nâng miên xâm nụ, nít con đặt chìa ca bình chạy chìa môn. Hai dương nâng miên xâm nụ bật tọp tiết đại xâm nụ nông miên lạc nạ khóc lại vì xâm nụ bọc hàng bởi ý nhá. Hai khlâm xa có miên lạc nạ khóc nịa đài. Xâm an ở nhà lục bật thiên. Nhóm xong thua ca bình to xong nùa. Ca bị thức ngay tì bà mùi khai bà mùi. Bí bòn đọc bì sắp đá môn lột bàn bình chạy chùn. Lột ông sắp rỉ rỉ nhá thà. Bà miên ca sna xong bì xong mấy khuôn mê búa mê con trâu xua bình chạy tư xong mấy khuôn chì môn thà.
Tai yol prom rư ọt. Krai pi ka bình chia hai. Ba yol prom rư ai kập hiếp. Mê krom, mê kong, rô bọc kê. Trơ rì ka tơ thân nạ lơ, rô bọc kê. Hai trơ chu nằm nâng, tơ ở bọc mặt đai, rô bọc kê. Aoi mọc cho rùm bị thi ka nô bàn. Xâm nô rô bọc nhóm xua thà. Ta lục trăm rửa tế bờ miền nẹ mần prom. Rịp ca, ta đang miền ở vấy cát lãng châm phua. Nẹ đai bỏ cây mần prom rịp ca nô. Dạ xanh mà trả lời thế, chia ô bà màn vị thi nông ca tăng xâm nô. Ca xua đình đau nâng nông châm rác, mần ai bà bị tha, bà sân bà rư co chia ô bà mà tha nô bàn ti. Mần ai tăng xâm nô ô bà màn vị thi ti. Xong lúc rơi xuống tùm nuôi chạy lẹ vì bà nhìn hà ni. Ta nước nông xa máy nụ, miền đai miền nẹ phạm đề xa mình phòng rịp ở phía bì đai được tế. Hai nâng miền ở vầy cắt lăng chung phô bậc cô nụ bạc. Bạc khiêm bát bằng chạy. Chúng mời lúc xa chạp krom nâng tự rịt ánh nhá rồi vậy. Dương ạc miền xích tâm bằng khom kê tế. Mình khuôn kê xa lãnh, xua, ê kê phiếp, bốc mặt đai kê nữa. Đôi chân ban chân riêng hỏi bà. Nhâm xong xua vừa cả bộ từ rất chân á xâm phận bỏ xa hạ cò. Các bí sắp đa môn lộp bàn trong riêng chùn xã hạ bà rì nhà thà nơi xã có kê miên cẩn nạng cam ca rồi bọc kê tổ tu khó trớ riêng riêng khuôn đôi chìa riêng trong chặt trái ca nghiệp xanh xanh ta lộp ai bình chìa ai căn đầy chụp bà chương đi tế thật ta cẩn nạng cam ca đầy lộp thà nú miên xã mạng xã phiệp nẹ nạc lá. Bạn cứ khiêm xong trả lời, đôi khiêm chấm điệp, cứ đi ở nhà rửa trái trái bạn. Ta kê miên ca vừa gặp bánh trái tuần này tì rửa tế. Bạn, miên ca bánh trái tuần ở tí nhẹ khá trong cả nạ xã có kế tổ tù kháng sẽ tổ kích nhẹ khá tổ tù kháng nâng kháng kháng rô mở hộp hai kế nâng kháng sẽ tổ kích nhẹ em và miền bên kèng chàng bà. Các bạn mà xong mấy lúc bạn chơi thà miền dô thía đồng bòn đá nơi xa máy nú ta đồng bòn mà rồi prám miền con cầm lắng dô thía chùm nôn bằng màn bà phê tớ. Bạn xong xa lời miền tớ bà phê tớ mối khi hát thà dù thiết đầm bòn bạn. Ta miên dù thiết khang mà châm cho tới cho chương nơi tin ưu tế. Bạn miên mùi cổng tuần.
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះតើតំណាក់តំណងរវាងយោធាតំបន់និងយោធាមជ្ឈិមដែលឈរជើងនោះយ៉ាងម៉េចដែរ មកតាមការយល់របស់ខ្ញុំគឺគ្នាមកពីស្ងាយអត់យល់ភូមិសាស្ត្រគឺទំនាក់ទំនងខាងយោធាតំបន់ពីប្រុសគេរស់នៅក្នុងមណ្ឌលគិរីហើយគេដឹងភូមិសាស្ត្រទឹកតាណាអូតាណាទៀងតាណាបើមិនទំនាក់ទំនងគ្នាអត់យល់អ្នកមកពីស្ងាយបាទសូមអរតើការរាយការណ៍របស់ខាងយោធានោះគេធ្វើដូចម្តេចគេរាយការណ៍ទៅតំបន់តែមួយឬក៏មានការ រាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើបាទលោកខ្ញុំជម្រាបព្រះលោកអនុញ្ញាតឲ្យគឺរាយការណ៍វាខាងតំបន់រាយការណ៍មកតំបន់ខាងកងពលគេរាយការណ៍ទៅខាងមិសិមបាទ ចុះលោកដែរមានធ្លាប់ឮពាក្យថាមេកងពលឬទេហើយតើពាក្យមេកងពលគេអាចហៅថាអ្វីខ្លះទៅដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានកងពលលេខាកងពលឬក៏គណៈកងពលតើមានពាក្យតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េច បាទដូចជំរាបហើយគឺតែមួយទេតើសមាជិកដឹកនាំកងពលនោះនីមួយៗហ្នឹងមានណោណាខ្លះទៅខ្ញុំអត់យល់ទេបាទខ្ញុំជំរាបត្រង់ចឹងអត់យល់ក្នុងកងពលគេ តើលោកឆ្លងកាត់តាមការពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅតំបន់នោះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើកងពលមកកងពលមានយោធាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរនិងមានឋានានុក្រមយ៉ាងម៉េចទៅលោកអាចជម្រាបជូនសម្ភារៈផងបាន បាទខ្ញុំអត់យល់ទេស្ដាប់ចំនួនប្រមាណខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានធ្វើការបញ្ជាក់ទៅលើឯកសារដែលមានលេខ E3/367 យើងមានបំណងនិយាយតាណាអីតាណាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យហើយមកអត្តសញ្ញាណឯកសារលេខ EN ហើយមានបំណងចង់ធ្វើអីដើម្បីអង្គជម្រះសម្រេចតែម្ដងឬយ៉ាងឲ្យមកមកម៉ាត់តម្រាច់ម៉ាត់តម្រាច់ហ្នឹងគាត់ស្នើសុំសួរមកទំនួរហ្នឹងទៅតម្រាច់ 3-4 ដងទៅឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានធ្វើការបញ្ជាក់ ទៅលើខ្លឹមសារមួយនៅក្នុងឯកសារ E3/367 ដែលមានលេខ EN 00251440 ជាភាសាខ្មែរនិង 00278697 ជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំង 00486012 អនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការបង្ហាញឯកសារនៅលើអេក្រង់ computer ខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចតែម្តងលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរតើលោកស្គាល់អ្នកណាខ្លះទៀត នៅក្នុងនោះសំណួរចម្លើយរបស់លោកមានការវែងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចាប់យកចំណុចមួយដែលលោកឆ្លើយថា
Knong pay son at bad no, Pol Pot got ban, Brokat diet, ha. I'll come mappy bad, tang yo tear, tang dum bon, a tang yo tear, tang civil, bun chop, car some lap, nung chap cloon, Lutra, tay mint, they car coffee to laca, my chum jim moon son. Some noor, bok yum chung suwa tha. Ta, no knong, Samai nung Tam miên hết ca với cát lang đá ban chìa Pol Pot quật phơ ca bạc ca Tờ lơ chùm nội ní Bạc lôi khuyên chùm riêng Trên lực ở nhà rùa giải Mình chìa rùa Chùm bác lo hỏi bạc nhóm xong lực mà đang tiết đam bay ở lục dồn nơi sầm nuột bọc nhóm và hai chị ca xuống mình miên lệ cái nạn ở sục rớt nhóm xong xuống lục thà ta miên hết ca với cát lang môn ban ban chìa Pol Pot với ca bậc ca ở cam ma phị ba yêu thiệt tiền xì vớ bên chục ca sầm lập nâng chập luồn lục tra tại miên đầy ca pi mà chấm ta lục ai lục lọc đăng bị hại cả ai cả làng bị cho nón nâng đại rồi thế mà khi mà đăng thế đưa tập ca thở ắt ôi miên chấp ắt miên trong rồi bỏ chia bỏ rót anh ấy cất tập ca chấp ba anh ấy kiếm lư chấp ba chấp trong lư của thơ dạng mạch miên ca khóc trao khăn ông rồi ប្រជាបរតគឺមានតែអប់រំមិនអោយចាប់មកចងដែលខាតបាទអានឹងខ្ញុំយល់ចុះចាស់នៅតំបន់ផ្សេងយ៉ាងម៉េចដែរលោកតំបន់ផ្សេងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំសុំធ្វើការបញ្ជាក់ទៅនឹងចំណុចបន្តទៀត តេតតងទៅនឹងសំណួរសួរថាតើលោកដឹងអ្វីខ្លះការងារយោធានិងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់លោកឆ្លើយថាគណៈតំបន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើយោធាតំបន់សំណួររបស់ខ្ញុំសុំសួរថាតើគណៈតំបន់នេះមានន័យដូចម្តេច bạn lối mình chia rồi vậy tại nhà này ta cái nạn đồng bón sầm đau từ lớp bọc cô tại mình nhé rồi có chỉ cấm ưu thế họ được chia ở khang lệ kha đồng bón rồi có bờ thiên đồng bón cứ sầm đau từ lớp bọc cô tại mình nhé tề có bàn tay bị tha cái nạn ní ta lục ai chìm điệp chuồng ông sầm nà cá tới khóc ní rồi co giằng mạch bạn hà thả cả nã nữa cử vì miên bay nẹ buồn nẹ bạn hà cả nã ban bạn trong trường hợp say phải không bạn ta đây chỉ là sầm po nằng tuân là tị bỏ cả nã đầm bón chẳng mạch đái luôn bạn kê bên che nhẹ khác của tổ khang sẽ được kích nhẹ khác của tổ khang song song công kích nhẹ khác của tổ khang nhiều thiệt và bên che chẳng vậy xua lục và chẹp bật thám nơi lợi ai cả sao đó đấy bên tái lục ban lược chùm bộ chùm mối sạp riêng nhà hái tiện toàn tân năng ở can ở tự chạy lên chùm mối năng lục kêu sầm phòn lục ban lược lang than lục ban tự chạy lên rừng can nghe sẽ tự cạnh chùm mối năng lục kêu sầm phòn ta về đại lục kêu sầm phòn prap lục bị pành hà sẽ tự cạnh núng ta còn dễ bị pành hà sẽ tự cạnh nơi pe núng giằng mạch đá lục
បាទបានទៅចែកគ្នាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺបញ្ហាកត់ចឹងនិយាយសំដៅពីរឿងក្នុងតំបន់ទាំងមូលការដាំដុះយ៉ាងម៉េចការហូបចុកប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងបាទចុះលោកគាត់មានចុះលោកមានដែរឬគាត់មានលើកអំពីបញ្ហាផែនការ4ឆ្នាំរបស់ ផែនការ4ឆ្នាំរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាដែរទេបាទអត់លឺទេបាទកាលពីម្សិលមិញខាងប្រញ្ញាធ្វើការបង្ហាញលោកនៅឯកសារដែលមានលេខ ប៉ែសិបប្រាំបួនអឺមរយប៉ែសិបប្រាំបួនចុចមួយតកតងទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយរបស់បកចំពោះអ្នកភ័ន្តច្រឡំចូលសេអ៊ីអារឬចូលការសេបេប្រឆាំងបកដេវត្តប្រជាជននិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំណួរខ្ញុំសួរថាដោយម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយច្រើនហើយខ្ញុំចង់សួរថាលោកក៏បានឆ្លើយផងដែរថាលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្រោយពីបានទទួលការប្រញ្ញុលរួចហើយលោកបានត្រឡប់ទៅវិញធ្វើការ
Merci, Monsieur le Président. Une simple observation pour les transcrits. Je crois que ma consoeur s'est un peu égarée et que M. Kyo Sampan n'a jamais été mentionné par le témoin sur cette réunion. ខ្ញុំមានឯកសារជាការបង្ហាញជូនតកតងទៅនឹងចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់ឆ្លើយកន្លងមកខ្ញុំសួរខ្ញុំលើកចំណុចនេះដោយបង្ហាញឯកសារហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យមានការសន្សំពេលវេលាតែបើសិនជាខាងមេធាវីការពារក្តីចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញចំណុចនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូន សំណួរអីទៀតទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានលើកឡើងជូនជំរាបជូនខាងសហប្រិញ្ញាថាហៅបាត់ម្នាក់ម្នាក់ចេះតែភ័យព្រួយតើខ្ញុំចង់សួរថាតើ នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងតើលោកមានការភ័យព្រួយដែរឬទេចំពោះរូបលោកផ្ទាល់បាទព្រួយមិនព្រួយអីមិនគឺហៅថាតើរៀនបាត់រៀនបាត់ហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអូនថ្លៃខ្ញុំហៅថាតើរៀនបាត់ទៅរហូតមកដល់ចប់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយរបស់លោកហើយនឹងសូមផ្ទេរវេទិកានេះជូនទៅខាងមេតវីអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការតាំងសំណួរបន្តសូមអរគុណបាទអរគុណសូមជើញ Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour mes confrères, bonjour à tous, et bonjour Monsieur le Témoin. Je n'ai que quelques questions de suivi sur certains thèmes particuliers que je voudrais évoquer rapidement en espérant disposer d'un temps suffisant. Ma première question, Monsieur le Témoin, est à propos des déplacements de personnes. Vous avez indiqué à Monsieur le procureur le 6 juin que là où vous habitiez, vous n'aviez pas vu de personnes qui étaient déplacées d'autres régions et qui venaient là où vous habitiez. Je voudrais savoir si, comme membre du comité de secteur, ou comme secrétaire de district, vous avez entendu parler de gens qui venaient d'autres régions dans le secteur 105. បាទអត់លើទេហើយក៏អត់ឃើញមនុស្សអីជំនះមកពីតំបន់ប្រជាជាតិមក105ក៏អត់ឃើញបាទ Je vous remercie monsieur le président avec votre autorisation je voudrais utiliser le contenu d'un document ce document porte le numéro D22/2736.
C'est une déclaration de partie civile qui figure dans nos listes de documents et que nous avons bien sûr placé sur l'interface il y a quelques jours. Et je pense que ce document dont je voudrais lire un extrait est de nature à rafraîchir peut-être la mémoire des témoins. Je pensais simplement lire un extrait, mais si vous souhaitez, nous pouvons afficher le document en Khmer. Le RN en français est le 0 811 549 en Khmer 0 5 7 1 5 9 1 5 9. Il n'y a pas de traduction anglaise malgré ma demande de traduction. Une mesure de la fonction anglaise. Puis-je lire cet extrait? Souhaitez-vous qu'il soit affiché? បាទអរញ្ញាតប៉ុន្តែអានតែផ្នែកខ្លីសង្ខេបបានហើយហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់បង្ហាយឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រនិងទូរទស្សន៍ផង. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je précise que la partie civile en question avait 14 ans en 1975 et à propos des déplacements de personnes, elle dit ceci. Pendant le régime des Khmer Rouges, j'habitais dans la province de Kampong Speu. Ensuite, j'ai été évacué vers la province de Mondulkiri, au district de Koh Nek. Et un an plus tard, on m'a encore expulsé vers la frontière khmero-vietnamienne. J'avais été témoin direct d'une scène d'exécution à la montagne de Kraul. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur les déplacements de personnes? Merci. Je voudrais maintenant évoquer les coopératives et les camps de travail. Vous avez dit à Monsieur le procureur national le 5 juin qu'il y avait assez de médicaments et assez de matériel médical dans votre secteur. Vous étiez d'ailleurs le membre du comité de secteur chargé des questions de santé. Est-ce qu'il y avait, monsieur le témoin, des soins appropriés, c'est-à-dire des médecins formés suffisamment et des hôpitaux en bon état dans votre secteur? ក្នុងនឹងគឺដោយខ្ញុំជម្រាបព្រះអាញាគឺមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់មានជំនាញខាងកម្ចាត់គ្រុនចាញ់មានជំនាញខាងស្មោបមានជំនាញខាងជំងឺទូទៅបាទមានជំនាញខាងវះកាត់ឯផ្សេងៗបាទ Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaiterais
utiliser le contenu d'un autre document qui est le document D22-2760. C'est également un document qui figure sur nos listes et que nous avons placé sur l'interface. Et c'est une constitution de partie civile. Page 6 et 7 en français, et en clair, l'ORN est 0 0 5 5 6 2 2 8. Nous n'avons pas encore la traduction anglaise. Puis-je afficher ce document ou lire l'extrait à tout le monde? Cette partie civile avait 33 ans au moment des faits. Elle résidait bien sûr dans le secteur 105 et elle dit ceci, je cite, « En 1977, pendant la saison des pluies, mon père a été désigné pour aiguiser du bambou pour en faire des choses trappes destinées à planter dans la forêt, etc. Il devait se lever à l'aube et travailler jusqu'au crépuscule avant de pouvoir rentrer à la maison. En travaillant sans rien à manger et en faisant un long trajet tous les jours, il périssait de jour en jour, à tel point qu'il est tombé malade. Puis, il avait le corps qui gonflait partout. On l'a emmené pour le laisser dans l'installation des malades, où il n'y avait ni médecin pour le soigner, ni médicaments, où les Khmer Rouges lui ont dit, si tu es malade, tu n'as pas le droit de manger. Ils l'ont alors privé de nourriture jusqu'à la mort. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur les conditions dans les hôpitaux de votre secteur? บาดปัญหานั้นคือខ្ញុំអត់ដឹងទេខាងតំបន់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំការនឹងគឺខ្ញុំនៅការងារក្នុងស្រុកខ្ញុំបាទអត់ដឹងហើយអត់ឮថាមនុស្សសម្រាប់អត់មានអានឹងមហូបបាទ Je vous remercie. Toujours à propos des conditions de vie dans les coopératives, est-ce que, monsieur le témoin, les femmes enceintes bénéficiaient de soins particuliers tenant à leur situation de fragilité? Et est-ce que les personnes âgées, fragiles aussi, bénéficiaient de soins particuliers dans les coopératives? បាទអានឹងគឺខ្ញុំសូមសរសើរស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះគឺគេមិនអោយធ្វើការធ្ងន់ទេបាទឬក៏ឆ្លងតលេរួចនៅក្នុងរយៈ3ខែតែ4ខែគេមិនអោយធ្វើការធ្ងន់ដែរគេអោយធ្វើការតែក្នុងជុំវិញប្រទេសរបស់គាត់បាទ Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais utiliser le contenu de deux documents. Le premier document est le document D22-1175. C'est une déclaration de partie civile. Et je voudrais citer un extrait qui se trouve aux pages 4 et 5. ERN en Khmer, 0 0 5 2 1 3 0 7. Puis-je le faire?
Cette partie civile est une femme, elle avait 20 ans en 1975, et elle dit ceci, je cite, « Toujours en 1975, j'ai été forcée de me marier. Plus tard, je suis tombée enceinte de ma première fille. Une semaine après mon accouchement, j'ai été forcée d'aller repiquer des plants de riz, même si je n'étais pas encore prête pour le faire. » Fin de citation. Quatre lignes plus bas, elle dit, « Je recevais une ration alimentaire insuffisante à raison d'une canette de riz pour quatre personnes. J'étais alors très épuisée et mal nourrie, ce qui faisait que parfois, je me couchais sur les diguettes. » Quelques lignes plus loin, à la page 5, en français, elle dit, « Ma mère était très vieille. On lui avait ordonné de travailler au réfectoire jusqu'à l'exténuation. Lorsqu'elle est tombée malade, il m'était impossible de demander l'autorisation d'aller la voir. » Fin de citation. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, monsieur le témoin, des scènes que vous auriez vues? Je vous remercie. Je voudrais citer un extrait très court d'un autre document, qui est le document D22-1433. C'est également une déclaration de partie civile. En français, l'extrait est à la page 7. En khmer, ce sont les ERN 0 5 2 8 4 2 6 et le suivant qui finit donc par 2 7. Puis-je évoquer cet extrait, monsieur le président? Cette partie civile est un homme qui avait 16 ans en 1975 et il dit ceci, je cite, « Quant à mon père, très vieux, on lui avait d'abord demandé d'approvisionner le réfectoire en manioc sauvage. Par la suite, on lui avait ordonné d'aller chercher des rotins pendant plusieurs jours. Sa ration alimentaire était aussi insuffisante. Il travaillait jusqu'à exténuation, sans avoir le temps de se reposer. Il se retrouvait donc dans un état de grand délabrement physique, ce qui l'a rendu malade. À ce moment-là, je suis allée demander des médicaments à Shré, le chef de la commune, qui m'a beaucoup insultée et a dit, les vieux, ça ne vaut pas la peine de les soigner. Il faut les laisser mourir parce qu'on a des jeunes qui sont capables de travailler. Quand j'ai entendu cela, j'ai fondu en larmes. J'ai éprouvé de la pitié pour mon père, quelqu'un qui m'était très cher et qui était pourtant traité avec mépris. 5 jours plus tard, il est malheureusement décédé à cause du manque de médicaments. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle des choses que vous auriez vues ou dont vous auriez entendu parler? Monsieur le témoin, je vous remercie. Dans les coopératives, monsieur, est-ce que les enfants, qui sont une population vulnérable et fragile, bénéficiaient d'un traitement particulier, d'une protection particulière? Somme
Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning to everyone in and around the courtroom. I hesitate to raise an objection at this point, although I did want to point out that these are unsworn statements. I assume the trial chamber is aware of that. We have this issue is before the trial chamber, and it has never been resolved as to whether these sort of statements can be used as evidence. We are unsure whether these witnesses will actually whether the civil parties will appear to be questioned. We are concerned that now we're bringing in statements, unsworn statements of individuals who will never appear, and you may be tempted to give weight to this sort of evidence. Obviously, this is a technique to try to impeach the witness. We're entitled to confront these witnesses. They're not statements given to the investigative judges, and therefore they have no weight as far as we're concerned. Thank you. 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 Oui, Monsieur le Président, je comprends la réaction de la défense qui est peut-être contrariée d'entendre ce genre de choses, mais je suis d'abord étonné qu'on puisse me dire qu'on ne doit évoquer que des documents qui émaneraient de la personne qui est témoin. Je crois que les procureurs ont utilisé des témoignages de toutes sortes de personnes et je pense que la défense l'a fait également, tout au moins la défense de Nunchea. Donc il peut très bien utiliser des documents qui émanent d'une autre personne. Je précise que ces personnes vivaient toutes bien sûr, dans le secteur 105. Quant à l'objection de mon confrère Carnavas, je voudrais dire que, une fois de plus, votre chambre jugera de la force probante de ces documents le moment venu. Je m'excuse sur un point, j'ai oublié de préciser que toutes les déclarations que je cite aujourd'hui sont des déclarations de partie civile que nous n'avons pas proposées pour être entendues, qui ne seront donc pas entendues par votre chambre. J'ajoute que ces témoignages sont tout aussi importants, même s'ils ont été faits sincèrement, que les témoignages émanant de témoins, et je crois que jusqu'à présent, dans les débats, nous avons utilisé beaucoup de témoignages, et je pense pouvoir utiliser ces déclarations qui sont pertinentes.
ហើយដល់ពេលសំឡងក្នុងសម្រាប់ហើយដែរឲ្យខ្ញុំរៀបការសម្រាប់20នាទីហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង11សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតរួតផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ប្រចាំទំនាបសាក់សីហើយនឹងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបន្ទប់សំណាក់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង11សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈ